kẻ thủ ác đã lộ diện vì vật chứng, chiếc bông tai. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh NV Media. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong video bình phim mới hôm nay. Mời các bạn đón xem các diễn biến tiếp theo của bộ phim. Chúng tôi bình luận dựa trên trailer của nhà đài. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Ở tập trước, khán giả đã quay cuồng với những nghi vấn xung quanh cái chết của Linh Lan, một cô gái xinh đẹp làm việc tại quán bar những mối quan hệ phức tạp của cô hốt cơ này khiến cơ quan điều tra như lạc vào mê cung khi có quá nhiều đối tượng tình nghi có động cơ và mục đích để ra tay sát hại linh lan thế nhưng bằng nghiệp vụ và kinh nghiệm phá án nhiều năm các điều tra viên đã kiên nhẫn lật tìm từng manh mối dù là nhỏ nhất để rồi chân dung kẻ thủ ác sau cùng đã phải lộ diện chiếc bông tai thật sự là của ai vật chứng hữu hiệu nhất giúp xác định danh tính hung thủ cho đến giờ vẫn là chiếc bông tai được tìm thấy cùng với thi thể linh lan thế nhưng chủ nhân của chiếc bông tai này là ai là nam hay nữ hoặc cũng không loại trừ khả năng chiếc bông tai này vốn là của linh lan dù vậy chiếc bông tai nhỏ nhắn vô tri này sau cùng lại là bằng chứng quan trọng dẫn cơ quan điều tra đến tận cùng của vụ án ông huỳnh và bà ngọc dù thoạt trông có vẻ là đối tượng tình nghi số một khi cả hai đều có tiếp xúc với linh lan và đều có động cơ gây án ông huỳnh say mê nhan sắc linh lan nhưng lại chưa thể tự do đến với cô bồ vì còn vướng bận gia đình mặt khác linh lan lại tỏ ra rất tức giận khi ông huỳnh vẫn còn dây dưa với vợ khiến bà ta nhiều lần làm phiền mình thậm chí là nhắn tin gặp mặt dọa dết bà Ngọc chịu đã kích vì thái độ dứt khoát đòi ly hôn của chồng nên đã trực tiếp đến gặp Linh Lan, thỏa thuận một cái giá để cô gái trẻ này rời xa chồng mình. Mức giá được đưa ra là 300 triệu đồng. Bà Đinh Ninh sau khi Linh Lan nhận được số tiền này thì sẽ nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời của vợ chồng bà. Nào ngờ, quả thật Linh Lan đã ra đi mãi mãi. Bà Ngọc sẽ không xuống tay với Linh Lan vì một việc mà vốn dĩ có thể dùng tiền để giải quyết. Và rõ ràng, bà ta không thiếu tiền. Cả hai vợ chồng do đó được loại khỏi đối tượng tình nghi. Bạch Tuyết, vốn xem Linh Lan như em gái ruột của mình, khẩu xà nhưng tâm Phật. Từ đầu đến cuối đều muốn bảo vệ Linh Lan khỏi cám dỗ của đồng tiền và đám khách háo sắc, xấu xa. Bạch Tuyết cảm thấy rất hối hận vì đã giới thiệu Linh Lan vào làm tại quán ba phức tạp này. Dù cô em không hiểu cho mình, nhưng trong lòng Bạch Tuyết chỉ mong Linh Lan được hạnh phúc và bình yên. Còn tên Trung, dù nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng trong đầu hắn chỉ quan tâm đến tiền, hắn cũng thừa thông minh để không ra tay với Linh Lan. Vì nếu nhân viên quán ba có mệnh hệ gì thì hắn, thân là quản lý, chắc chắn sẽ là người bị tình nghi đầu tiên sau cùng kẻ duy nhất xuất hiện cạnh linh lan nhưng lại ít bị tình nghi nhất chính là kha ai cũng cho rằng kha là bảo vệ quán sẽ chẳng có động cơ nào để ra tay với linh lan dù vậy sau cùng các điều tra viên cũng gặp được nhân chứng cung cấp manh mối hữu hiệu tên kha dù đã sớm trốn về quê nhưng vẫn bị triệu tập lấy lời khai trước những lập luận đanh thép và bằng chứng không thể chối cãi kha đành phải cúi đầu nhận tội thảm án nơi đồng hoang sau khi theo chân đội điều tra truy tìm tung tích hung thủ kẻ giết người thả xác trôi sông, tập phim mới đưa người xem đến với một vụ thảm án nơi cánh đồng hoang vắng. Nạn nhân là một cô gái trẻ đẹp tên Linh. Cô bất ngờ bị bắt cóc bởi một kẻ giấu mặt trên đường về nhà, sau khi gặp gỡ bạn trai của mình là Dũng. Cả hai đã cùng nhau đạp xe đường dài để tập thể dục, tiện thể tận hưởng không khí trong lành nơi ngoại ô. Sau buổi đạp xe, Dũng ra về trước còn Linh đang thơ thẩn trên đường thì bị một gã mặc áo khoác có mũ trùng kín đầu, dùng hung khí là tuốt nơ viết kề vào cổ, khống chế bắt đi trong lúc giằng co linh thậm chí còn bị đâm đến chảy máu mẹ của linh bà thắm sau khi đợi cả đêm không thấy con về cũng không thể liên lạc qua điện thoại được bèn trình báo công an bà biết linh vốn tính ngoan ngoãn và hiếu thảo sẽ không có chuyện linh ham chơi đi qua đêm hay hành động nông nổi bỏ nhà đi bụi bà sợ rằng con gái mình đã gặp chuyện chẳng lành nhận được tin báo từ người mẹ tội nghiệp cơ quan cảnh sát điều tra lập tức vào cuộc xác minh sau khi gặp Dũng và được nghe kể lại về chuyến đạp xe giả ngoại của anh ta và nạn nhân, đội điều tra xác thực được khả năng hiện trường vụ án là ở bờ sông, gần nơi Linh và Dũng đã dừng chân hóng mát. Quả thật hướng suy luận đúng đắn này đã mang về manh mối quan trọng khi chiếc mũ bảo hiểm và tút nơ viết dính máu của Linh đã được tìm thấy. Liệu rằng cơ quan điều tra có kịp phá án, tìm ra kẻ thủ ác giấu mặt và giải cứu được Linh trước khi quá muộn hay không? Kẻ thủ ác được phát sóng vào lúc 21 giờ 30 phút thứ hai, thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vịnh Long một. Và trên đây là những thông tin mà chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn trong video bình phim hôm nay trên kênh NV. Xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm đồng hành cùng chúng tôi mỗi ngày. Hãy để lại những comment.chia sẻ và like để mọi người cùng tham khảo. Hãy nhấn chuông đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất mỗi khi có video tải lên. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong video tóm tắt phim mới tiếp theo, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.